Em ơi. Cái gì đó vậy trời? Gì vậy anh? Anh né con chó té xe. Em kẹ anh vô giùm cái hơi, đau quá hả? Rồi có sao không? Chạy sơ sơ hả, kẹ anh vô. Thì chứ chết tôi luôn rồi. Trời ơi, chạy gì mà ông nói chạy sơ sơ. Trời, thiệt chứ xe mới mua có mấy tháng à. Em coi đi vô ngủ sớm đi em, ngày mai còn thức đưa con đi học nữa, rồi ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm nữa. Anh vô ngủ trước đi, em coi phim xíu em vô. Giờ này ngồi đó coi phim không chịu đi ngủ, rồi mai sao thức sớm nổi. Trời ơi, anh vô ngủ trước đi, miễn sao mai em thức đúng giờ được rồi. Trời ơi, chết luôn rồi. Anh, con đâu? Anh thay đồ cho nó chưa? Em đưa nó đi học nè, nhanh đi nhanh đi. Tụi đưa nó đi học rồi, đi chợ luôn rồi. Trời ơi, hú hồn hết trơn. Mê coi phim, cái miệng thì nói hay lắm, miễn sao thức dậy đúng giờ được rồi. Mà giờ 11 giờ chưa dậy mới hỏi con đâu. Trời ơi, lâu lâu mới có bộ phim hay mà anh thông cảm bữa đi. Rồi đi đâu vậy? Đi ngủ tiếp. Anh hay tin gì chưa? Hay rồi, tiền em mới lãnh lương để trong tủ em lấy hết rồi đúng không? Xàm xàm tối ngày, hay là hay con bà Bảy hay cho ảnh sách cưới vợ kìa. Mới gửi thiệp hồi sáng nè. Ủa, thằng Long mà tháng trước bị đụng xe hả? Đó đó. Nó cưới ai? Nó cưới ngày nhỏ tháng trước đụng xe nó luôn. Ý trời, thằng đó bị đụng xe thấy vậy mà cũng nghiêm trọng dữ ha. Cái gì? Thằng Hùng bị công an bắt rồi hả? Sao bắt? Vợ nó lấy tiền của nó hoài, nó chịu không nổi, nó lụm vợ nó luôn hả? Trời ơi, làm ăn vậy là chết luôn rồi. Rồi rồi rồi, có gì cho tao hay nha. Rồi rồi rồi. Thiệt chứ. Ờ em, tiền lương anh mới lãnh lương nè. Thôi anh giữ đi. Ủa, sao vậy? Bình thường anh lãnh lương là anh đưa cho em giữ hết mà. Thì giờ anh giữ đi, chị nào em cần em nói. Thôi vô ăn cơm, em dọn sẵn chấm rồi kìa. Anh, hồi đó anh có mấy nhỏ người yêu cũ với anh. Chi vậy? Hỏi cho biết chứ làm chi. Hỏi cho biết đừng ăn dép nữa hay vậy? Dép gì mà dép, nói nghe chơi. Chuyện quá khứ rồi, em đâu có để bụng làm gì. Đi, nói nghe chơi. Thôi mệt, tôi ngu dữ lắm tôi mới tin bà thêm lần nữa. Anh đi, nói nghe chơi. Anh đã nói không là không. Vậy đi, giờ anh nói ra một đứa người yêu cũ, em cho anh 500.000 liền. Không là không, bà làm như tôi cần 5 triệu của bà lắm vậy. Rồi rồi, tới công chuyện này. Gì vậy em? Ra lấy đồ phụ em vô với coi. Ủa, em mua gì mà lình kình lúm chân vậy? Mua mấy cái đồ lặt vặt trong nhà chứ có gì đâu. Cái gì? Mua đồ lặt vặt mà hai bịch trà bá vậy luôn hả? Rồi xài hết không? Em không biết nữa. Trời ơi, không biết mua chi? Em thấy nó giảm giá em mua thôi à. Trời ơi trời, chắc mốt tôi nghèo với bà luôn quá à. Mua đồ mà không biết bà mua làm chi vậy? Đụng xách cho luôn đi. Phụ gì không à? Em đi đâu rồi từ chiều tới giờ mới về vậy em? Em đi siêu thị. Đi siêu thị gì mà nguyên buổi chiều như vậy? Kêu mua máy lạnh không chịu mua máy lạnh. Ở nhà nực, em đi vô siêu thị cho mát chứ gì. Rảnh dữ ha. Rồi mát dữ chưa? Em biết mua cái máy lạnh tốn biết nhiêu tiền không? Chịu khó qua đỡ mùa nóng này đi cho tiết kiệm. Em không biết gì hết trơn. Ủa, rồi em xách cái bịch gì vậy? À, hồi nãy đi siêu thị buồn quá, em quẹo vô em mua cái đầm với mấy cây son luôn. Nhiêu tiền? Chịu mấy à? Thôi mày ở nhà luôn đi để tôi đi mua cái máy lạnh. Thiệt chứ?